9. Phẩm khen ngợi. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa này chỉ có danh tự như vậy cũng bất khả đắc, chỉ dựa vào lời nói vay mượn thiết lập mà có. Thế nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu, thật bất khả đắc được danh tự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hai pháp này truyền truyền tương tự, đồng không có sở hữu, đều bất khả đắc. Do vì đâu Phật nói, khi tử thị Bồ Tát chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì lấy danh hiệu này, cũng ở chỗ này tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện, từ thị Bồ Tát sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ấy chẳng chứng sắc không, chẳng chứng thọ tưởng hành thức không, không chứng sắc trói buộc, không chứng thọ tưởng hành thức trói buộc, không chứng sắc cởi mở, không chứng thọ tưởng hành thức cởi mở. Tức lấy các tướng hành như vậy, tử thị Bồ Tát sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, liền lấy tên này cũng ở tại đây thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa rất thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, vì sắc thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất thanh tịnh, vì hư không thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất thanh tịnh, vì sắc không ô nhiễm nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức không ô nhiễm nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất thanh tịnh, vì hư không không ô nhiễm nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất thanh tịnh. Vì tất cả pháp có nhiễm và không nhiễm đều bất khả đắc, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất thanh tịnh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân chỉ nghe danh hiệu công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, còn được lợi ích hoàn hảo rộng lớn, huống gì thọ trì đọc tụng, tu tập, biên chép, thuyết giảng, truyền bá rộng rãi. Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này không chết bất ngờ, cũng không bệnh đột ngột và bị các tai họa, thường được vô lượng trăm ngàn thiên thần cung kính vây quanh đi theo hộ trì. Vào ngày mùng 8, ngày thứ 14, ngày thứ 15 của tháng có trăng và tháng không có trăng, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân, dù bất cứ chỗ nào cũng đọc tụng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì sẽ được vô biên công đức, lợi ích thù thắng. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đọc tụng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên có vô lượng thiên thần thường đến cung kính vây quanh hộ trì. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là ngọc báu vô thượng của các trời người Atula vân vân, do nhân duyên đây nên các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này sẽ được vô biên công đức và lợi ích. Lại nữa, này thiện hiện, khi lắng nghe thọ trì đọc tụng, biên chép, cúng dường, tu học, thuyết giảng vân vân, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có nhiều tà ma làm cản trở. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là ngọc báu lớn đối với các oán thù và trộm cướp. Thí như ở thế gian có ngọc quý báu, dù để chỗ nào cũng nhiều oán thù trộm cướp. Thiện hiện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là của báu vô thượng, thường làm cho thế gian lợi ích an vui. Lại nữa, này thiện hiện, đối với tất cả pháp, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không sanh không diệt, không thành không hoại, không hướng tới không quay lại, không kéo theo không đuổi đi, không lấy không bỏ, không dơ không sạch, không tăng không giảm, không gần không xa. Vì sao? Vì tất cả pháp hoàn toàn không có sở hữu và đều bất khả đắc. Thiện hiện nên biết vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có sự chứng đắc đối với tất cả pháp nên không thể ô nhiễm, không bị ô nhiễm. Vì sao? Vì không có pháp không thể nhiễm ô, không có pháp. Thiện hiện nên biết vì sắc không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng không nhiễm ô. Thọ tưởng hành thức không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng không nhiễm ô. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không nhiễm ô nên các pháp sắc vân vân cũng không nhiễm ô.